Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Tý ở Cùng Khương, thành phố Cần Thơ, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô phôi mai, trong đó có tứ quý với lại mai vàng nữa cô chú anh chị ha. Đầu clip thì mình có hai phôi tứ quý hàng khủng, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Tý luôn ạ. Em xin phép được vô clip luôn với cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Tý ơi. Chào chào Phương ơi. Hôm nay anh giao lưu hai phôi tứ quý với 8 phôi mai vàng. Dạ. Thầy cho em xin lại số điện thoại của anh Tý ha, lâu quá anh mới trả lại với cô. 0939109073. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình đăng ký liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tý giúp em luôn ạ. Mình vô clip luôn anh Tý nha. Dạ. Đầu clip là một phôi tứ quý hàng khủng luôn á mấy cô chú anh chị. Anh Tý sang dòng giùm em ha anh Tý. Rồi. Nhìn rất là lục cô chú anh chị, nguyên cái nồi đế xổm nôm là cứng nhắc luôn ha. Cây này thì cốt cành này khỏi chê luôn quý cô chú anh chị. Rồi đóng kia cành là tứ diện luôn nha cô chú. Đây một phôi tứ quý đặc luôn ha cô chú. Đế rất là đặc. Nguyên một khối đặc cứng luôn á cô chú anh chị. Em xin một vòng nữa anh ha. Đế sổ cũng khá là cao nha cô chú anh chị. Rồi bỏ đều ôm cứng màu luôn ạ. Thân lắc rồi thấy anh Tý nha. Dạ. Dạ. Thân lắc cốt cành đóng đều cho cô chú. Rất là đặc luôn ha. Rồi, mình cho thông số luôn nha anh Tý. Rồi. Đây là mã số 1. Hoành 56. Dạ. Tổng chiều cao là 56 luôn. Dạ. Hoành đế là 170. Dạ rồi. Sổ xuống là được 50 cô chú. Dạ. Sổ được 50 luôn nha cô chú anh chị. Đường kính đó là 70. Cây mã số 1 là em giao lưu là 43 triệu hả cô chú? Dạ 43 triệu. Một phôi tứ quý. Cây này cô chú anh chị mình là thành phẩm cái thằng chơi bonsai đại là hết sảy luôn nha cô chú anh chị. Chi cành thì nó lắc luôn ha anh Tý nha. Rồi nó lên chỉ có 25 là có đóng cốt cành hả? Dạ. Hết thân 25 nha cô chú anh chị. Cây này hết thân hết nhìn rất là lực cây luôn nha. Phong tàn được 52. Dạ. Rồi em xin một vòng luôn nha. Cây này trực lắc luôn quý cô chú anh chị. Cái vàng đế thì cứng ngắt luôn quý cô chú anh chị ha. Cái mặt đế bên đây là ẹo luôn ha quý cô chú. Đế sổ đều không có trống vách đế nào luôn quý cô chú anh chị nha. 43 triệu phải không anh? 43 triệu, phôi số 1. Dạ. Dạ, em mang đổi cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 là cây bay nha cô chú. Dạ. Cái này để này để tự nhiên trong đó sữa nha. Dạ. Dán bay tự nhiên luôn hả anh Tý? Dán bay tự nhiên luôn. Cốt cành thì em thấy đóng dày đặc mà cốt cành lực luôn nha. Cốt cành thì khỏi nói luôn, đóng ok hết. Dạ. Cây này dán bay rất và gió nha cô chú. Dạ, chi cành thì lực chi cành là bóp bóp không có quý cô chú anh chị. Nguyên cái gói đế đặc luôn rồi cô chú. Dạ. Cái đế nó cũng xuôi theo chiều bay luôn á quý cô chú anh chị. Mà đế rất là khủng luôn á. Dạ. Em đi hết vòng đế cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em ha. Tứ quý dán bay mà tìm được bộ đế như thế này thì cũng đáng sưu tầm lắm với cô chú anh chị ha. Cọng rễ to không có trống nhất đế nào luôn ạ. Ở phía dưới này cũng có rễ chịu lực hết trơn nha cô chú. Đặt hết luôn cô chú. Dạ. Đế bự lực hết.
quá trời cái nồi đế luôn rồi cô chú anh chị. Dán tay tự nhiên ha, ở trên này nguyên một cái củ đặt luôn ha anh Tý. Nguyên cái khối đế này đặt luôn. Cây này không có sữa, không có lòn dây gì hết á, tự nhiên. Một cái phôi tứ quý dán bay tự nhiên luôn nha cô chú. Chi cành này em thấy đóng rất là đều luôn ạ. Rồi, em vô thông số luôn anh Tý ha. Rồi. Mình đo sát cái cổ này là 59 nha cô dạ, chú. Anh giữ dây em ơi. Rồi đo sát này nè. Dạ vị trí này. Vị trí này là 60. Dạ. Bây giờ. Vị trí này 60 nha cô chú anh chị. Mình đo chịch lên tí xíu là 55 nha cô chú. Dạ vị trí này thì 55. Đúng 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 chuẩn là 55. Dạ. Còn đo sát cái cổ đế là 60. Dạ. Anh đo chịch xuống với cái củ đặt này thử bao nhiêu anh ha. Nguyên cái khối đặt này là 160. Dạ. Nó sổ tự nhiên xuống là được 69. Dạ. Cái cần bay là được 1m15. Dạ. Anh nói cái... cái hoành đế tổng là 201. Dạ. Đường kính bầu được 77. Dạ rồi. Em đo cái cốt cành thấp nhất như em anh ha. Thì hạ xuống bớt ha. Ở đây nè. Cái cốt số 1 là được 29. Dạ rồi. Rất là lột nha cô chú anh chị. Cốt số 2 là được 20. Dạ. Số 3 là 17. Dạ anh đo cái gióp cho em ha. Rồi. Cái gióp đọt này là 18. Dạ hoành 50 mấy mà gióp còn 18 rồi cô chú anh chị nha. Sát cái cổ thì 60, chịch dạ. Lên thì 55. Dạ. À, cây này dán bay mặt nào cũng rất là khéo nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp cô chú. Dạ, quá trời đế lực luôn. Em quay sơ cái dòng đế lần nữa cô chú anh chị mình xem kỹ lại giúp em ha. Cái đế này còn gãy còn rất là to nha cô chú anh chị. Ở dưới này thì có gãy chịu cứng nhắc ở dưới này luôn ha. Nguyên cái gối đặt luôn rồi cô chú. Dạ. Đế lực không. Củ lửng ở trên này là cứ đặt cái tẹo luôn á mấy cô chú anh chị. Hai găng tay em chưa hết cái củ trên nè. Dạ. À, cái độ sổ của cái đế này nhìn rất là mượt nha mấy cô chú anh chị. À. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Cây mã số 2 giao lưu là 78 triệu. 78 triệu. Cây này cô chú anh chị mình lên cái chậu đôn xay cái nữa là đỉnh luôn cô chú anh chị ha. Dạ, dạ em xin phép được đổi luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo mã số 3 nha cô chú. Số 3 là mai vàng cô chú. Dạ. 8 phôi mai vàng. 8 phôi mai vàng mà hàng vô xay quái không anh Tý ha. Ờ. Cây này nó phát lượng cái đường thân nó rất là khéo luôn á cô chú anh chị. Để đặt cho người chú. Rồi, nguyên một củ đế đặt luôn á cô chú anh chị. Cậu rễ thì lớn lớn hơn luôn à. Dạ rồi em xin số đo luôn anh ha. Rồi. Hoành 20 cô chú.
Cụ đế đặt được 110 hả cô chú? Dạ rồi. Sổ được 20. Dạ. Tổng chiều cao của nó được 22. Mã số mã số 3. Em giao lưu là 5 triệu rưỡi. Dạ 5 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cây này có cái gọn lắp rất là khéo luôn á cô chú anh chị, mà chi cành thì bỏ đúng nhịp luôn ha. Nó lên nu nằm cái thân hết trơn á cô chú anh chị. Và 5 triệu rưỡi mã số 3. Em đỡ luôn nha. Rồi, không ấy. Mã số 4. Mã số 4. Rồi, em này cũng dán lắp lượng quái lắm cô chú anh chị ha. Rồi mã số 4. Mà số 4 có nguyên cái cũ đế ha cô chú. Dạ. Nguyên cái cũ vậy. Vàng tư luôn á cô chú anh chị, như củ khoai vậy à. Chi cành thì bỏ đúng khá là đều quá cô chú. Dạ, rồi em xin số đo luôn anh nha. Mã số 4 là hoành 26. Dạ. Tổng chiều cao của nó là 35. Có một cái trần gớt xuống nha cô chú. Cái trần gớt nó xuống là 37. Dạ. Mã số 4 vô luôn là 4 triệu 2 cô chú. 4 triệu 2. Hàng quá dị cà na luôn nha cô chú anh chị. Đó, quá trời cái cũ rồi luôn ha. Dạ, rồi, em đỡ luôn ạ. Rồi. Rồi, mã số 5. Dạ, mã số 5. Dạ, một cây bonsai lùng lực. Hàng quá dị nha cô chú anh chị. Ủa mã số, mã số 5. Đó, cái co. Cái co này nó rất là gắt luôn hết biết cô chú. Ok, rất là quái nha cô chú. Mình không thích cái đọt, những cái chật này thì mình có thể tán luôn anh tí ha. À, cắt bỏ luôn. Chơi cái gọng lắc dưới này nhìn nó quái nha cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin số đo luôn ạ. Rồi. Hoành 28. Tổng chiều cao là 230. Đường kính bầu là 38. Củ đặt cứng luôn hả cô chú? Củ đặt là 59. Dạ. Cái này em giao lưu là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi nha cô chú. Mã số 5. Dạ, dạ, em đổi luôn ạ. Rồi. Số 6. Số 6. Rồi, cây này cũng quái dị cà na luôn hết cô chú anh chị. Cây rất là quái, có cái củ ha cô chú. Đó, nguyên cái củ lắc nè. Cái củ này giống như cái chiếc bí. Dạ. Cái giọng chữ C này là nó rất là gấp luôn có mấy cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin số luôn ha. Hoành 19 nha cô chú. Dạ, 19 hoành. Tổng chiều cao là 20. Để đo cái củ đặt này có bao nhiêu. Dạ. Cái củ đặt này là 50. Dạ, rồi. Mã số 6 làm vô lưu là 3 triệu rưỡi nha cô chú. Dạ, 3 triệu rưỡi nha cô chú nha. Đế rất đẹp với củ luôn nha cô chú. Cái bonsai rất là lùng. Dạ, rồi em đỡ luôn hả. Mã số 7. Mã số 7. À, cũng một hàng bonsai. Thân rất quá dị luôn nha cô chú. Thân rất là đẹp nha, có con tử nằm dưới nha. Dạ. Cây này như dán lông vậy đó cô chú anh chị. Chi cành bỏ đều. Đế là nguyên bề đặc luôn anh tí. Ờ, nguyên bề đặc. Dạ. Cây đế rất là đẹp. Đế sổ nơ mà bỏ đều luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Hoành 20. Dạ. Cái củ đặt trên đó là được 68. Dạ. Sổ xuống là được 28. Đường kính bầu là 45.
Tổng chiều cao là 32 cô chú. Mã số 7 này em giao lưu là 4 triệu rưỡi nha. Dạ, 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Rất rẻ bình dân luôn. Thân rất là chi, cành đóng đúng nhịp, gióp ngọn còn có chút xíu rồi cô chú. Dạ, rồi em đổi luôn anh ha. Buông một tổng lên thú. À, mã số 8. Số 8. Mã số 8. À, cây này nó quá hết trời luôn cô chú anh chị ha. Cũng có nguyên một cái củ cho bá lửa luôn á cô chú anh chị. Nguyên cái củ bự nha cô chú, mà nó giống như là thú ha, hai giò nè. Đó, có hai cái giò trước. Đây nguyên cái đít nè, chà bá luôn. Dạ, nguyên cái mình mà. Khúc cành này đóng ok cô chú. Cái gọng lắc này rất là khéo cô chú anh chị nha. Dạ, dạ. Đó, hai giò trước. Hoành 22 cô chú. Cái củ đặc này là 70. Tổng chiều cao là 28. Mã số 8 em giao lưu là 5,6 triệu à cô chú. Cái này nhìn giống con hải mã. Đây có nguyên cái củ đặc luôn ha. Dạ. Có hai cái chân trước luôn. Đó. Cô chú anh chị mình hết chơi vậy, củ đéo đặc cứng mình chọn này rất là khéo cô chú ha. Thân thì có cái rộng lắm này chi cành đóng đúng nhịp luôn á cô chú anh chị. Dạ. À, 5,6 triệu ha. 5,6 triệu mã số 8. Dạ rồi. Mã số 9. Mã số 9. Dạ số 9, cây này mà cũng lùng lực lắm cô chú anh chị ha. Hồi đấy là khủng luôn cô chú. Dạ. Nó cứng ngắc luôn, đúng cô chú anh chị. Đặt tẹo luôn ha. Cọng rễ thì nó cuộn tròn như cái đồng tiền đó cô chú. Cái của chúng về làm lại cái lợp lại cái cây bay cái đổ cũng đẹp luôn cô chú. Dạ. Dạ em xin số đo luôn anh nha. Bằng không mà quýnh lại cái giọng chữ C. Cây này là 25 hoành. Dạ. Nguyên khối giấy đặt ra là 108 cô chú. Dạ. Mã số 9 này em có giao lưu là 4,8 triệu. Dạ 4,8 triệu nha cô chú anh chị. Quá trời ơi, ngồi đới luôn rồi cô chú. Dạ. Nhìn là đế lực không nha. Cứng ngắt cái sao không cái cũ nhỏ luôn. Dạ. Dạ. Số 10. Dạ mã số 10 cũng là hàng bonsai luôn cô chú anh chị, lùng lực mà quá nha. Đây cái gọng rất là đẹp cô chú. Nguyên khối đế quá trời rồi đế nha, cái củ đặt luôn nha. Đó. Cái này cũng nguyên củ đặt cứng chi cành bỏ đều luôn á cô chú anh chị. Dạ. Dạ em xin số đo luôn anh nha. Rồi. Mã số 10 là hoành 24. Dạ 24 rồi. Tổng chiều cao là 27. Để em đo cái cục đặc coi bao nhiêu nha. Cái cục đặc này là 66. Dạ. Còn nguyên cái dòng đế của nó là 110. Nó nguyên khối luôn rồi cô chú. Dạ. Rễ nó cũng quá quá lắm cô chú anh chị nha. Mã số 10 này em giao lưu là 5,7 triệu nha cô chú. 5,7 triệu một khôi mai vàng quái ha cô chú anh chị. Quái rất là đẹp, cốt cần nó lắc. Cái cò lắc cũng rất là gắt luôn á cô chú anh chị. Đây, nguyên khối đế đẹp luôn cô chú. Nguyên cái củ trên này rất là bự ha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cuối clip xin chào cô chú. Anh chị ủng hộ giùm em ha. Dạ. À, bữa nay em có 8 khôi mai vàng, 2 khôi tứ quý đó. Rồi, cảm ơn anh Tý đã chia sẻ ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.